Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiên Hiệp của MCNE. Bây giờ là tập 53 của Tiên Hồng Lộ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Nếu hôm nay chúng ta có thể chém giết bậc cao này, ngày sau tất nhiên có thể thành tựu bậc cao. Đám tu sĩ không khỏi tâm động, đều cảm giác sâu sắc được huyền ảo trong những lời nói này. Nếu như thực sự có thể chém giết được bậc cao, như vậy thì tâm tính tu sĩ sẽ xảy ra biến hóa khó có thể nói rõ. Lúc đánh lên bậc cao, tâm cảnh sẽ sáng sủa vài phần, tâm niệm càng thêm kiên định và tự tin. Đây là so với bất cứ một loại linh đan dịu dược gì, đều sẽ cảm thấy thần kỳ và hữu hiệu hơn. Dương đạo hữu nói rất đúng, Lệ Mỗ hôm nay cùng với người liên thủ sinh tử. Chờ sau khi ra khỏi bí cảnh này rồi, chúng ta lại kết giao một bằng hữu. Chiến ý cùng hào hùng trên người của Lệ Hồng Phi dâng tới cực điểm, trong lòng lại một bầu nhiệt huyết, vẻ mặt chân thành. Hắn dùng hết sức bội phục Dương Phàm, đồng thời cũng đoán trước được đối phương có tiềm lực rất lớn, ngày sau khẳng định có thể có hy vọng tiến vào trong bậc cao kim đan, thậm chí bậc cao nguyên anh. Vậy cho nên, hắn bắt đầu sinh ra ý kết giao. Dương Phàm hiểu được rằng sự thẳng thắn thành khẩn cùng với ý tốt của hắn, lại gật đầu. Đối với Lệ Hồng Phi, hắn là vốn không có ác cảm, giờ phút này cùng nhau sinh tử tác chiến, có một loại cảm giác cùng chung tâm tính. Trác Kình lại cười lạnh, vẻ trào phúng. Buồn cười, quả nhiên là buồn cười. Thân hình của hắn chợt lóe, xông vào giữa đám binh sĩ, khí thế trên người tăng cao một phần, thiết phiến phong cách cổ xưa trong tay đã hướng về một hướng, đột nhiên vùng lên. Một mảnh ánh sáng màu xanh vặn vẹo quét về phía mấy tên tu sĩ thực lực yếu. Đột nhiên, một cỗ khí tức áp bách từ trong thiên địa phủ xuống, mơ hồ dường như có một bàn tay lớn vô cùng, chụp lấy từng người. Đó là một pháp bảo, mọi người hãy cẩn thận. Lệ Hồng Phi biến sắc, đoàn nhận ở trong suốt, hóa thành một vùng quang diễm giống như lưu tinh trói mắt bắn về phía gáy của Trác Kình. Hồ Phi đã thừa cơ từ bên cạnh sông tới công kích. Dương Phàm lại vội vàng điều khiển thanh sắc bảo đỉnh đã bị đánh bay chụp vào đầu của Trác Kình. Tuy nhiên, vào giờ phút này, bốn tu sĩ trúc cơ kỳ, đám huyết ma lão ngũ, uy năng cường đại đã phá thiết phiến phong cách cổ xưa, áp chế khó có thể nhúc nhích. Thiết phiến phong cách cổ xưa cắt xin một cái, một hư ảnh hình quạt mơ hồ ẩn chứa lực lượng khổng lồ đánh về phía huyết ma lão ngũ cùng với hồng vòng ở gần. Linh khí phòng ngự của huyết ma lão ngũ giống như tờ giấy, dễ dàng bị cắt ra. Sau đó toàn thân dưới hư ảnh công kích trên 5-7. Cường giả trúc cơ hậu kỳ bị miễu sát không một chút nào ngăn trở. Ở trong lòng của đám người Dương Phàm đột nhiên phát lạnh, hắn đột nhiên lại phát hiện bậc cao trung quy đã là cao cao tại thượng, bọn họ đứng ở trên một đỉnh đám mây, dưới bậc cao tất cả đều là những con kiến. Sau khi tiêu diệt huyết ma lão ngũ, hư ảnh hình quạt kia liên tục chém về phía hồng vòng. Ở trong khoảnh khắc sinh tử tới gần, hồng vòng đột nhiên vỗ túi chữ vật. Trước người của hắn xuất hiện một khối bản chuyên màu xanh, trong nháy mắt đã hóa thành cao 3 trượng, ánh mờ màu xanh tỏa ra lại còn kèm theo một mảnh hoa văn màu vàng, khí thế nặng nề và to lớn, trầm ổn như bàn thạch. Bản chuyên màu xanh bỗng nhiên rung chuyển, hồng vòng lại đột nhiên phun ra một búng máu, một mảnh hư ảnh hình quạt đã vỡ ra đánh trúng cánh tay phải của hắn. Một tiếng rắc vang lên, cánh tay trái của hồng vòng đã bị đánh cho rách nát, trong cơ thể đang nhộn nhạo một hồi đã bị nội thương vô cùng nghiêm trọng. Phương Thiên, Kim Minh Chuyên. Trác Kình liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của bản chuyên. Kim Hồng Môn đã từng có một vị lão tổ nguyên anh kỳ, thu đủ 8 khối phương chuyên, thực lực ngạo thị người dân quốc, thậm chí là đủ để tung hoành 13 nước Bắc Tần. Lúc ấy, ba lão quái nguyên anh kỳ là Thanh Hư, Tam U Lão Mà, Vô Ưu Gốc Chủ còn vẫn chưa sinh ra. Ngoài ra, túi trữ vật của huyết ma lão ngũ bị vỡ, những thứ bên trong lộ ra trước mắt. Hắn nhớ rõ huyết ma lão ngũ đã từng chiếm được một cây hắc phiến lai lịch không rõ ràng ở trên Cửu U Đài, rất có khả năng là một kiện cổ bảo. Hắn ngừng mắt nhìn, quả nhiên có một cây hắc phiến phát ra ánh sáng quỷ dị. Tâm niệm khẽ động, chuẩn bị thu lại chiến lợi phẩm, nhưng đúng lúc này, đoàn nhận trong suốt của Lệ Hồng Phi, lang nha bổng của Hồ Phi, còn có thanh sắc bảo đỉnh của Dương Phàm đã đánh tới gần. Nhưng Trác Kình làm sao bỏ qua cho hai nhân vật khiến cho hắn phải động tâm. Ánh sáng mờ màu xanh trên người rực sáng, mờ hồ lộ ra một vòng phòng ngự màu tím. Lại có thể thấy được hoa văn trên áo giáp. Nguyên lai,
Rốt cục hắn đã cũng sử dụng linh khí phòng ngự cực phẩm của mình, tiến vào bên trong cửu u bí cảnh, vừa mới bước vào trong bậc cao tu vi, đều chưa kịp củng cố, sau đó lại còn gặp vô song. Hắn chỉ là miễn cưỡng bước đầu luyện hóa ra pháp bảo huyền cương bảo phiến kia. Pháp bảo phòng ngự tuy là cũng có, nhưng mà không đủ thời gian để luyện hóa. Không ngờ chắc kinh lựa chọn, ngạnh kháng công kích của ba trúc cơ kỳ đỉnh. Vòng phòng ngự quanh thân lay động dữ dội, dường như tùy thời đều có thể vỡ nát. Thân thể thậm chí bị đạp hạ xuống, bị thương không nhẹ. Tuy nhiên, hắn chỉ trả một cái giá rất nhẹ, liền chống đỡ được một kích mãnh liệt của ba người này. Hắn cấp tốc bay về phía thi thể của huyết ma lão ngũ, đồng thời cũng không quên phương thiên kim minh truyền trong tay của Hồng Vòng. Huyền cương bảo phiến lại vung lên, một đạo hư ảnh hình quạt lại đánh tới trước người của Hồng Vòng. Đột nhiên nổ tung, bao phủ phạm vi mấy trượng. Hồng Vòng không kịp kêu thảm một tiếng, ở dưới uy áp mênh mông cuồn cuộn, tan thành mây khói. Trác Kinh vui vẻ trong lòng, liền chuẩn bị lấy đi hai vật bên dưới chân. Đột nhiên, một luồng sáng bạc hình cong lóe lên, một bóng người bỗng dưng lóe lên trước người của hắn, giống như là thuẫn gì. Cái gì? Trác Kinh khó có thể phát hiện, Dương Phạm đã từ ngoài mười mấy trượng, trông giống Na Di đến trước người mình. Người này không ngờ biết Na Di độn thuật. Mục đích của Dương Phạm rất rõ, hắn muốn đoạt được miếng thịt trước miệng của hổ. Trác Kinh nổi giận lui đỉnh, chuẩn bị một phiến tiêu diệt Dương Phạm. Đột nhiên, một dòng khí lạnh băng xâm nhập vào cốt tủy tràn tới, từ trên cánh tay của Dương Phạm nhảy ra một con rắn nhỏ trong suốt. Nó há mồm phun ra một đoàn băng diễm trong suốt giống như đóa hoa sen, đường đầu mà tới. Khó có thể đề phòng được. Hơn nữa, tốc độ của con rắn nhỏ này trong suốt nhưng mà lại nhanh tới khó tin. Trong phút chốc, Trác Kinh đã hóa thành một pho tượng băng sống động. Tuy nhiên tượng băng này lập tức xuất hiện những vết rách giống như mạng nhện. Dương Phạm lại vội vàng thừa dịp này lấy đi hai vật dưới đất, Phương Thiên Kim Minh Truyền và Hắc Phiến. Trên thực tế, dưới công kích cường đại vừa rồi, túi chữ vật bị vỡ ra, vật phẩm và pháp bảo bình thường đều đã tàn nát. Chỉ còn lại hai vật này có thể bình yên không hao tổn, cũng lại càng lộ ra quý báu của chúng. Mấy tên tu sĩ đứng nhìn từ xa không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Phạm lại không ngờ dám cướp miếng thịt trước miệng hổ, nhưng mà hắn lại còn thành công. Mau chóng, chuẩn bị công kích. Dương Phạm sau khi thu lại chiến lợi phẩm, lập tức lấy ra ba cây thứ hồn châm, có tam nọc độc khủng bố. Tầng ngoài trượng băng đã vỡ tan tành, một cơn lốc màu xanh giống như sóng chiều bùng nổ, bắn ra bốn phương tám hướng, đẩy đám tu sĩ ra ngoài mấy trượng. Trác Kinh nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tràn ngập mấy tia tơ máu, đầy vẻ sát khí nhìn chòng chọc vào Dương Phạm. Liêu Ly Hàn Tinh xà chắn ở phía trước, phun ra từng luồng khí lạnh về phía hắn. Bên ngoài thân hắn lập tức ngưng kết một tầng sương lạnh. Lúc này, làm cho đám tu sĩ được thêm vài cơ hội thở dốc. Trác Kinh mặt mày đầy dị sắc, lại nhìn Hồng Hoang dị chủng, sát khí trong mắt lại càng đậm. Huyền cương bảo phiến ở trong tay đột nhiên vung lên, một hư ảnh hình quạt mang theo lực lượng khủng bố, khổng lồ, đánh về phía Liêu Ly Hàn Tinh xà. Không ổn rồi. Sắc mặt của Dương Phàm đại biến, Liêu Ly Hàn Tinh xà mới ở cấp 2 đỉnh, như thế nào có thể chịu được công kích cường độ như vậy? Tuy rằng chiến lược có thể so với trúc cơ kỳ, nhưng mà cấp bậc của Lưu Tinh, Hàn Tinh xà vẫn ở cấp 2. Cũng chính là tương đương với ngưng thần đỉnh. Ngay cả cường giả trúc cơ hậu kỳ đều tan thành mây khói dưới huyền cương bảo phiến, lại càng đừng nói tới yêu thú cấp 2. Trong lòng của Dương Phàm là một mảnh hối hận và hận ý, ngừng tụ tinh thần lực lớn lao, hung hăng, hắn bắn ra ba cây thứ hồn châm. Tức thì, không gian sinh ra một trận dao động quỷ dị, khiến cho linh hồn đau đớn, mơ hồ có thể thấy độc màu lam trong suốt lóe lên thứ hồn châm nhỏ như lông trâu. Đám tu sĩ lại chỉ cảm thấy linh hồn chấn động, một hồi khó chịu. Nhưng vào lúc này, khu vực bị huyền cương bảo phiến đánh tới đã phát ra một tiếng kêu giòn tan như kim loại. Vù một tiếng, Liêu Ly Hàn Tinh xà đã bị đánh bay đi, phát ra một tiếng giống kêu đau đớn. Tách một tiếng, trên thân thể giống như tinh thạch phát ra một chùm tia lửa, nhưng bên ngoài thân vẫn bóng loáng, lóe ra một ánh sáng trong suốt. Không ngờ, nó bình yên không hề tổn hao. Hết chương. Chương 267, Huyết Nhật Điệt, trận chiến sau cùng, phần 2. Liêu Ly Hàn Tinh xà đã chịu đựng một kích chính diện của pháp bảo tu sĩ bậc cao, toàn thân vẫn sáng bóng như trước, trông như thủy tinh. Chỉ là toàn thân đã bị đánh bay xa, ở trong không trung phát ra vài tiếng kêu đau đớn. Dương Phàm cùng với nó tâm thần tương liên rất tốt, cho nên biết rõ tình huống. Sau khi biết kết quả không khỏi mừng rỡ như điên. Hắn tuyệt đối lại không nghĩ tới, phòng ngự vật lý của Liêu Ly Hàn Tinh xà này lại có thể đạt tới một cảnh giới như vậy.
đặc biệt là hàn tinh ở bên ngoài thân thể so với pháp bảo còn cứng rắn hơn vài phần. Một kích tùy ý của Trác Kình, cho dù là yêu thú cấp 3 có thể bị miễu sát, lại chỉ tạo thêm một ít nội thương cho lưu ly hàn tinh xà. Tuy rằng thân thể của nó cứng rắn, nhưng mà vẫn có một cỗ lực lượng chấn động vào bên trong. Tuy nhiên ở mặt ngoài, lưu ly hàn tinh xà không một chút nào thương tổn. Điều này, sao có khả năng được? Trác Kình quả thực là không thể nào tưởng tượng, yêu thú cấp 2 đỉnh bị một kích của hắn không ngờ vẫn bình yên vô sự. Cho dù là đổi lại thần thú trong truyền thuyết, cũng chỉ như vậy. Vậy đây rốt cuộc là giống loài gì? Mấy tên tu sĩ còn lại đều là khiếp sợ vô cùng. Băng xà này nhìn qua lại có điểm giống với hồng hoang dị chủng lưu ly hàn tinh xà trong truyền thuyết, nhưng mà thần thông ẩn chứa thuộc tính lại có chút không giống. Đây nghiễm nhiên là hồng hoang dị chủng cường hãn, đã trải qua biến dị và tăng cường, thực lực cũng không kém hơn thần thú. Hồng hoang dị chủng quý hiếm như vậy, không ngờ lại có thể rơi vào trong tay của hắn. Đám tu sĩ ở trên trảng vừa yêu thích, ngưỡng mộ lại ghen tị. Trác Kình lại ngẩn người, không kịp phản ứng lại, ba cây thứ hồn châm mà Dương Phàm giận dữ phóng ra đã hóa thành ba tia sáng nhọn đâm tới trước người của hắn. Ba cỗ lực lượng chấn động linh hồn khiến cho thân thể của Trác Kình cứng đờ, phòng ngự đã xuất hiện những sơ hở. Một cỗ kịch độc cường đại khó có thể tin xâm nhập vào bên trong thân thể. Thứ hồn châm vốn là một dị bảo cường đại và khó tin, sau khi được ngâm ở trong kịch độc, Dương Phàm đã chế ra lại càng đáng sợ hơn nữa. Sắc mặt của Trác Kình xanh lè, vùng tay áo lên vỗ lấy ba cây thứ hồn châm, sau đó lại vận phép lực mạnh mẽ để bức độc. Trong quá trình này, trong mắt của hắn nhìn về phía Dương Phàm tràn ngập hàn ý xâm nhập cốt tủy. Đi. Dương Phàm cũng là sẽ không cho hắn cơ hội, phép quyết ở trong tay khẽ biến, thanh sắc bảo đỉnh ở trong hư không từ trên trời giáng mạnh xuống, chuyển tới một cỗ lực hút lớn lao. Thanh sắc bảo đỉnh là một pháp bảo phụ trợ cường đại, là năng lực khống chế, một khi bị hút vào trong đó, hậu quả thiết tưởng không chịu được. Mọi người, sống lên! Lệ Hồng Phi thét dài một tiếng, song trường liên tục đánh ra trong hư không. Một luồng khí xoáy cường phong, cường đại, bao vây tiểu nhận màu xanh, rậm rạp bao phủ tới Trác Kình. Ăn một bồng của lão tử! Hồ Phi lại gầm lên một tiếng, trực tiếp nhảy lên trên không bên cạnh Trác Kình. Làng nhà bổng trong tay cứ như vậy, giống như lôi đỉnh vạn quân, ầm ầm đánh xuống. Cùng lúc đó, đám tù sĩ còn lại đều cảm thấy được cơ hội, liên tục thi triển ra pháp thuật cùng bí thuật. Một vùng hào quang huyễn lệ đánh tới phía Trác Kình. Giờ phút này, tình huống của Trác Kình có thể nói là nguy cơ vạn phần. Trong cơ thể có kịch độc phát tác, trên đầu có thanh sắc bảo đỉnh lực lượng khống chế cường đại, chính diện có khả năng đả kích mạnh mẽ đối với Hồ Phi. Sau đó còn bị khí xoáy cương phong của Lệ Hồng Phi cùng với đám tù sĩ vây công. Sắc mặt của hắn xanh mét, thân thể có một loại cảm giác chết lặng mơ hồ. Độc lực trong cơ thể lưu động từng hồi, lại phân ra mỗi một bộ phận pháp lực để mà duy trì tầng phòng hộ của linh khí phòng ngự cực phẩm. Dưới một vùng oanh kích dày đặc, thân hình của Trác Kình liên tục lùi về phía sau, bước đi gian nan và dị thường. Một khi hắn hơi một chút lơi lỏng sẽ bị thanh sắc bảo đỉnh ở trên đầu hút vào. Làng nhà bổng của Hồ Phi dùng thế thái sơn áp đỉnh đánh lên trên tầng phòng hộ của Trác Kình. Chỉ nghe rắc một tiếng, vòng phòng hộ này mơ hồ có thể thấy hoa văn áo giáp kia xuất hiện một tầng vết rách. Một loạt công kích theo sau ào ào đến, lập tức phá vỡ vòng phòng ngự. Vòng phòng hộ của hắn đã bị phá rồi, giết chết hắn. Đám người Lệ Hồng Phi mừng rỡ, công kích lại càng thêm mãnh liệt. Bọn họ lại nhìn thấy được tia hy vọng chém giết được bậc cao. Dương Phàm cũng hiểu được giờ phút này, Trác Kình chưa bước được độc lực, thân bị mọi người vây công chặt chẽ. Đây là một thời cơ có hy vọng giết chết hắn nhất từ khi giao chiến tới nay. Sắc mặt của Trác Kình xanh mét, sáng tối không ngừng, vòng phòng hộ vỡ nát. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu, không ngờ mang theo một tia màu tím đen, hiển nhiên là do kịch độc tạo thành. Muốn giết chết ta sao? Các ngươi còn non kém lắm. Trác Kình hít mạnh một hơi, ánh sáng xanh ở trên người tỏa sáng, tạm thời bước lùi mọi công kích. Trong tay của hắn có thêm một đồ vật giống như quyển trục, lập tức được mở ra. Bên trên lưu động vô số ký hiệu màu lam giống như nước lóe lên không ngừng, lộ ra một cỗ khí tức thần bí xa xưa. Đó là cái gì vậy? Dương Phạm mơ hồ cảm giác được một tia không ổn. Không tốt, đó không ngờ là mật quyển, cực kỳ hiếm thế của tu tiên giới. Lệ Hồng Phi kinh hô một tiếng, hiển nhiên có kiêng kỵ mãnh liệt đối với mật quyển trong tay của Trác Kình. Ngón tay của Trác Kình khẽ bắn, ký hiệu dày đặc kia đã dùng phương thức huyền ảo khó lường tổ hợp lại. Một tầng hào quang màu lam giống như nước ở trong khoảnh khắc này hình thành quanh thân của hắn, càng ngày càng ngưng thực. Dưới công kích dày đặc,
màn hào quang màu lam nước đã tạo nên từng đợt gạn sóng không ngừng. Bên trên có một loại lực lượng mềm dẻo bao dung, công kích của chúng tù sĩ không ngờ không làm gì được. Mật quyển trong truyền thuyết, quả nhiên không phải là tầm thường. Mộng Tuyết lại nhìn thứ giống như quyển trục trong tay của Trác Tình, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Mật quyển. Trên mặt của Dương Phàm lộ ra một tia kinh ngạc, tin tức có liên quan đến thứ này, hắn cũng biết được một ít. Trong dòng lịch sử trăm vạn năm của tu tiên giới, thượng cổ đến nay, từng có vô số kỹ nghệ truyền thừa. Trong số đó, phù triện tu tiên giới luyện chế chính là một loại. Phù triện là sử dụng một lần, không cần mất quá nhiều pháp lực để khởi động, có thể đạt được hiệu quả thuấn phát, cấp bậc càng cao càng quý hiếm. Mà mật quyển là một thứ càng thêm cao cấp hơn phù triện. Vật này có thể sử dụng nhiều lần, mỗi một lần sử dụng xong, chỉ cần để qua một khoảng thời gian hoặc là rót linh lực vào là có thể tiếp tục sử dụng. Sự cường đại của mật quyển không chỉ là ở chỗ có thể sử dụng nhiều lần, càng huyền diệu hơn, đến mê người, đó chính là nó từ rất nhiều công hiệu, cộng thêm rất nhiều tài liệu tạo thành. Khi mà sử dụng, có thể căn cứ vào tình hình thực tế, tổ hợp thành pháp thuật khác nhau. Nói cách khác, mật quyển này có thể thuấn phát rất nhiều loại pháp thuật, cũng có thể sử dụng nhiều lần. Tin tức có liên quan đến mật quyển, Dương Phạm vốn đã tưởng rằng nó đã hoàn toàn thất truyền, nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện trong tay của Trác Kinh. Mọi người tiếp tục công kích, hãy nghĩ biện pháp tiêu hao lực lượng ký hiệu ở trong mật quyển. Lệ Hồng Phi quát lên một tiếng, công kích mạnh mẽ. Dương Phạm đại chăm chú nhìn vòng bảo hộ màu xanh lam như nước, lập tức tế ra linh khí công kích hệ hỏa, xích vũ phiến soạt một tiếng, liên tục vung lên từng đạo quang diễm hình quạt đánh lên bên trên. Hiệu quả coi như là không tồi, nơi bị đánh trúng lập tức mờ đi rất nhiều. Trác Kinh nhân cơ hội này trừ độc. Trên thực tế, dưới tình huống không có loại ngoại giới quấy nhiễu, trừ độc này nhiều nhất chỉ cần một hai lần hô hấp. Trong giây lát sau, sắc mặt của Trác Kinh khôi phục về hồng hào, vẻ mặt âm lãnh, rót linh lực vào bên trong linh khí phòng ngự cực phẩm, lại hình thành tầng phòng ngự dày đặc. Chợt hắn thu mật quyển trong tay, dùng một phương thức khác rót vào linh khí. Trong mật quyển đột nhiên phóng ra một cơn bão lốc phong tuyết cuồng bạo, thậm chí còn mang thêm một số khối băng lớn, khí lạnh băng bao phủ phạm vi mấy chục trượng. Tất cả mọi vật xung quanh đều ngưng kết một tầng băng sương. Pháp thuật của mật quyển phóng ra một thuộc băng, công kích phạm vi lớn, mơ hồ đạt tới một trình độ cấp 4. Mặc dù chúng tu sĩ phản ứng rất nhanh, cũng có không ít người bị thương. Mau tản ra! Dương Phàm quát lạnh một tiếng, theo mọi người cấp tốc lùi ra phía sau. Trong tay của hắn lại bắn ra một chùm điểm sáng màu xanh, bao phủ lên trên thân của tu sĩ bị thương. Có thể thấy bằng mắt thường, thương thế của những tu sĩ này đã được trị được. Đúng lúc này, Liêu Ly Hàn Tinh Xà đột nhiên nhảy tới, một dòng khí lạnh theo đó mà ập vào, không ngờ lộ ra vẻ vui mừng nhảy vào trong cơn bão lốc băng tuyết. Lập tức, pháp thuật có thể so với cấp 4 này, khí lạnh giảm mạnh, uy lực nhanh chóng yếu đi. Từng luồng khí lạnh kinh khủng kia dường như bị Liêu Ly Hàn Tinh Xà hấp thù hết. Trác Kinh lại chăm chú nhìn băng xà này một cái. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tham lam. Lại nghĩ đến hai dạng bảo vật Dương Phàm cướp tay trên của hắn, nên hắn tức giận cùng với sát khí trong lòng lại càng tăng. Thân hình của hắn giống như tia chớp, tránh ra khỏi Lưu Ly Hàn Tinh Xà bay về phía Dương Phàm. Huyền gương bảo phiến trong tay đã mang theo uy thế lôi đình vạn quân, cách không đánh về phía Dương Phàm. Một kích toàn lực của pháp bảo tu sĩ bậc cao. Dương Phàm nếu như không có linh pháp cực phẩm, vậy thì sẽ không có khả năng ngạnh kháng, chúng phải hẳn phải chết. Mắt thấy một kích uy hiếp lớn lao đó chính diện ập tới, sắc mặt của Dương Phàm hơi đổi nhưng vẫn duy trì lại chấn định cơ bản. Ánh bạc từ trường vân hóa từ dưới chân lóe lên, thân hình của Dương Phàm đã biến mất. Một kích toàn lực của Huyền Cương Bảo Phiến đã đánh trượt, mà Dương Phàm đã sớm na di ra ngoài 10 trượng. Cái gì? Trác Kinh gắt gao nhìn chằm chằm đôi giày bạc dưới chân của Dương Phàm, vẻ mặt khiếp sợ trong mắt lập tức chuyển thành tham lam trắng trợn. Rõ ràng rốt đôi giày này lại có thể mang theo hiệu quả như Nazi độn thuật. Hơn nữa, sau khi đi giày này, tốc độ của Dương Phàm đã nhanh lên gấp đôi, chênh lệch cùng với hắn nhỏ đi một chút. Một đôi giày cực phẩm gần như ngự phong hóa, khiến cho Trác Kinh phải động tâm. Liêu Ly Hàn Tinh Xà, Phương Thiên Kim Minh Truyền, cổ bảo hắc phiến không biết tên, lại thêm đôi tưởng vân hóa. Ánh mắt của Trác Kinh nhìn về phía Dương Phàm lại càng thêm nóng bỏng. Chỉ cần tiêu diệt kẻ này, thu hoạch so với giết chết mấy tù sĩ kia còn lại sẽ lớn hơn rất nhiều. Trác Kinh lại ngạnh kháng công kích liên miên không ngừng của bốn tù sĩ, nhìn chằm chằm vào Dương Phàm không bỏ đi. Bất kể là vì thù hận cá nhân hay vì ích lợi chân thật, Dương Phàm đều là mục đích mà hắn muốn tiêu diệt hàng đầu. Ánh bạc hình cung ở trong hư không thi triển, thoáng thoáng hiện lên,
Mỗi khi thời khắc mấu chốt, Dược Phàm đều sử dụng ra na di độn thuật của Tường Vân Hóa để tránh ra khỏi công kích của Trác Kình. Ta lại không tin pháp lực của ngươi có thể duy trì ngươi na di liên tục không ngừng. Trác Kình âm thầm cười lạnh, hạ quyết tâm phải tiêu hao đến chết Dương Phàm. Loại thần thông độn thuật gánh nặng thân thể rất lớn, tiêu hao pháp lực lại càng nhiều. Hắn kết luận Dương Phàm không thể nào kiên trì được bao lâu. Tu sĩ xung quanh không ngừng phát động ra công kích đối với Trác Kình, nhưng là hắn nằm ở trong trạng thái di động tốc độ cao. Đại bộ phận công kích đều rất thất bại, một ít công kích lại không thể nào tạo thành uy hiếp. Dương Phàm bằng vào lực lượng khôi phục biến thái, không ngờ đã tiêu hao với Trác Kình nửa canh giờ. Điều này sao có thể được? Lực lượng kéo dài của kẻ này không ngờ đáng sợ như vậy. Vậy chẳng lẽ hắn lại còn có mật bảo gì nữa? Trác Kình không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Giờ phút này, hắn là cũng không phải là trong trạng thái tốt nhất. Thời khắc gặp phải tu sĩ công kích, pháp lực đã tiêu hao đến 4-5 phần. Nếu cứ vẫn mãi tiếp tục như vậy, hắn thực sự là không thể tiêu hao nổi Dương Phàm. Ngay tại thời khắc này, thân hình của hắn đột nhiên ngượng lại, ánh mắt dừng trên người một nữ tử xinh đẹp mềm mại. Điệp Liên. Trong lòng của Trác Kình đột nhiên khẽ động, lập tức hạ quyết tâm. Không ổn rồi. Dương Phàm biến đổi sắc mặt, vội vàng nói với Hồ Phi. Bảo vệ nàng ấy. Dứt lời, thân hình của hắn cấp tốc lóe lên, trong tay bấm ra ba tấm phù triện. Trác Kình lại cười dài một tiếng, giống như tia chớp đánh về phía Điệp Liên. Một cỗ lực lượng dịu dàng trùm tới, rất hiển nhiên muốn bắt sống Điệp Liên để uy hiếp Dương Phàm. Đứng lại. Cổ bảo lang nha bổng trong tay của Hồ Phi cách không đập ra một cái hư ảnh. Lang nha bổng rất lớn, cắt đứt thủ đoạn công kích của Trác Kình, truyền ra một tiếng nổ ầm. Sóng xung kích cường đại đánh Điệp Liên bay ra ngoài. Đúng lúc này, ba tấm phù triện trong tay của Dương Phàm bắn ra, chỉ nghe đến những tiếng rầm rầm vang lên. Ba ngọn núi băng rất lớn từ trên trời hạ xuống, mang theo khí băng hàn, cường đại bao phủ Trác Kình. Băng vân huyễn sơn mang theo ảo giác đối phó với Trác Kình mà nói, căn bản không hề có tác dụng. Dương Phàm lại chỉ nghĩ kéo dài hắn thời gian một lát. Mau lên, ngăn cản hắn. Dương Phàm vội vàng nói với đám người Lệ Hồng Phi. Lệ Hồng Phi theo sát Hồ Phi chạy tới. Trong tay của hắn bắn ra 4-5 tấm phù triện cấp 3. Một mảnh cương phong cuồng bạo ở trong nháy mắt đang ngăn cản không gian giữa Trác Kình và Điệp Liên. Chạy đi. Điệp Liên vội vàng bắn nhanh ra phía xa. Chút trò mọn. Pháp kích quyết ở trên tay của Trác Kình liên tục biến ảo. Lòng bàn tay ngưng tụ ra một quang mang mang màu xanh, điên cuồng xoay tròn. Quang cầu này rời tay bay đi, sau đó lại đột nhiên nổ tung. Một cơn gió lốc màu xanh cuồng bạo lập tức bao phủ phạm vi mấy chục trượng. Tất cả những phép thuật công kích đều đã bị tiêu trừ. Nhân cơ hội này, độn quang màu xanh dưới chân của hắn rung lên kịch liệt, đẩy hắn đi 7-8 trượng, thoát ra khỏi khu vực hỗn loạn này, tiếp tục đuổi theo hướng Điệp Liên. Đứng lại. Phía sau truyền đến những tiếng xé gió. Dương Phàm lóe ra phía sau hắn, trong tay đã bắn ra một bóng roi màu đen, vụ thanh vụ tức. Dương Phàm đột nhiên sử dụng hắc tiền thần bí, lập tức cuốn lấy chân của Trác Kình. Cái gì? Thân thể của Trác Kình tê dần, lập tức cứng ngắc trong một chớp mắt, quay đầu lại khó tin lại nhìn Dương Phàm. Giờ phút này, hắc tiền thần bí trong tay của Dương Phàm kéo dài hơn 2 trượng, cuốn lấy chân của hắn, cuốn chặt cả tầng phòng ngự bên ngoài thân. Từ trên hắc tiền này tràn ra từng vòng ánh sáng màu đen nhạt, chui vào bên trong thân thể của Trác Kình. Hắn lại cảm nhận được tinh huyết trong cơ thể đã mất mát, đồng thời thân thể đã bị tê dại rất nhỏ, độc lực tràn vào trong cơ thể. Huyễn linh, hấp huyết xà tiên. Trên mặt của Trác Kình lộ ra vẻ khiếp sợ. Một vật như vậy thế nào lại có thể trong tay của ngươi? Ngươi có quan hệ gì đối với vật độc vương? Sau khi nhìn thấy hắc tiên này, thần sắc của Trác Kình đại biến, biểu tình trên mặt lại cực kỳ khó coi. Huyết linh hấp huyết xà tiên. Độc vương. Dương Phàm đúng là không hiểu gì. Hắc tiền thần bí này được lấy từ lão già lưng còng nơi Giật Hà thôn. Lão già thần bí này tự xưng là dược sư, bị một vị bậc cao cường đại đánh bị thương, vẫn chưa phục hồi lại như cũ. Sinh cơ trong cơ thể cũng đã từng chút một mất đi, chỉ có thể ẩn cư nơi độc lập với đời kia. Vậy chẳng lẽ lão già lưng còng này chính là độc vương theo giống như lời của Trác Kình nói? Hắc tiền thần bí này lại tên là Huyễn Linh Hấp Huyết Xà Tiên. Dương Phàm kinh hãi không thôi, nên biết rằng Trác Kình này là một người đoạt xá mà sống lại. Trước khi đoạt xá, càng là nhân vật tấn thức nguyên anh kỳ. Nhân vật có thể khiến cho hắn nghe như vậy mà biến đổi sắc mặt, hiện nhiên không phải là một kẻ tầm thường. Cái gì mà xà tiên? Cái gì mà độc vương? Dương Phàm lại cười lạnh. Hôm nay, ngươi liền để mạng ở đây đi. Chuyện về lão già lưng còng,
Dương Phàm giữ vững hứa hẹn với đối phương sẽ không tiết lộ ra tin tức có liên quan đến ông. Mà chính giờ phút này, đám người Lệ Hồng Phi, Hồ Phi cũng đã chạy tới. Thấy hắc tiền trong tay của Dương Phàm cuốn lấy Trác Kinh, mặt lộ ra vẻ kinh dị, vội vàng gấp rút chạy tới. Trác mỗ, quả nhiên là đánh giá sai thực lực của ngươi rồi. Trác Kinh hít sâu một hơi, pháp lực trên người tăng vọt, lập tức tránh thoát ra khỏi một nửa huyễn linh hấp huyết xà tiên. Trong lòng của Dương Phàm khẽ động, làm sao có thể để cho khiến hắn thực hiện được, điên cuồng rót pháp lực vào bên trong hắc tiên. Ngày trước, nếu đổi là một tu sĩ bình thường, bị nhuyễn linh hấp huyết xà tiên này cuốn lấy, gần như không hề có sức phản kháng. Mà nay Trác Kinh này chung quy là một bậc cao, nắm giữ thần thông cường đại, không ngờ đã có xu thế, dãy ra khỏi hắc tiên. Một bàn tay khác của Dương Phàm vùng lên, thanh sắc bảo đình gào thét bay tới. Chính điện, chụp lấy Trác Kinh, phân tán một bộ phận pháp lực của hắn ra. Tuy nhiên, cho dù là từ dưới tình huống như vậy, Trác Kinh này tránh khỏi hắc tiên cũng chỉ là thời gian vài hô hấp. Đi chết đi! Đúng lúc này, Hồ Phi đánh tới, làng nhà bổng ở trong tay ầm một tiếng, đánh lên trên tầng phòng ngự của Trác Kinh, khiến cho thân hình của hắn lung lay. Đám tù sĩ còn lại cũng tới, công kích liên miên không ngừng bay tới. Trác Kinh rung động không thôi, lại không nghĩ tới mình sẽ lâm vào trong một hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, mà hết thảy đều là đến từ vị Dương Dược Sư trước mặt. Hắn lại lấy ra mật quyển màu lam, một tầng hào quang màu lam nhu hòa lại bao phủ lấy quanh thân của hắn, thành công chống đỡ công kích của chúng tù sĩ. Trác Kinh nổi giận gầm lên một tiếng, pháp lực trong cơ thể của hắn tuôn ra, giữa cục đã tránh thoát ra khỏi huyễn linh hấp huyết xà tiên. Dương Phàm phát lạnh trong lòng, liên tục hạ xuống đất, mi tâm đột nhiên vỡ ra, bắn ra một giọt tinh huyết, nhỏ lên trên huyễn linh hấp huyết xà tiên. Thoáng chốc, một cỗ dao động quỷ dị từ trên huyễn linh hấp huyết xà tiên chuyển tới. Hắc tiên giống như là độc xà vặn vẹo trong hư không, truyền ra một cỗ uy năng hồn bạt vía. Xem thanh thế của nó, thực lực hóa linh độc xà này mơ hồ có thể chạm tới bậc cao. Chịu chết đi! Trác Kinh từ trên hạ xuống, huyền cương bảo phiến đã quét tới phía Dương Phàm. Mà lúc này, độc xà vặn vẹo kia cũng đã vù một tiếng chắn trước mặt của hắn, vừa lúc ngăn cản lấy hư ảnh hình quạt thật lớn kia. Hư ảnh hình quạt vỡ ra, uy lực cường đại đánh tới làm cho Dương Phàm đã bị thương không hề nhẹ. Trác Kinh lại mừng rỡ, vừa thắng vừa đuổi theo. Ở trong vòng phòng hộ do mật quyển hình thành, sau đó khi đón đỡ công kích của chúng tù sĩ, giờ phút này đã mở đi rất nhiều. Thân hình của Dương Phàm cấp tốc thối lùi, đột nhiên vùng tay, trước người đột nhiên xuất hiện một hai thiết giáp thị vệ. Đó chính là khôi lỗi. Trác Kinh lập tức bị chặn, đám tù sĩ cách đó không xa mặt mày cũng kinh ngạc, lại thầm nghĩ. Đây không phải là thiết giáp khôi lỗi ở trong cửu u điện sao? Tại sao lại bị Dương Phàm luyện hóa? Hai thiết giáp khôi lỗi vùng trường kích trong tay, đánh lên vòng bảo hộ màu lam ở trên thân của Trác Kinh. Hỏa linh độc xà kia cũng là không yếu, thả vào trong đó phát động công kích liên miên không ngừng. Vòng bảo hộ màu lam lập tức mở đến độ cực điểm. Sắc mặt của Dương Phàm âm trầm và lạnh lẽo. Đột nhiên, hắn lại khẽ phun ra một chữ. Phá! Hai thiết giáp khôi lỗi nhất thời nổ tung. Trác Kinh lại đứng ở trung tâm vị trí, uy lực nổ cường đại lập tức đập nát vào phòng hộ màu lam do mật quyển hình thành vốn đã rất mờ yếu. Không chỉ như vậy, ngay cả vòng bảo hộ bên ngoài thân của hắn đều đã bị xé ra một số vết rách. Công kích của chúng tu sĩ theo nhau mà tới, trong đó công kích của Hồ Phi là cường đại nhất. Làng nhà bổng chính diện ập tới, mang theo lực lượng lôi hỏa hủy diệt. Không ổn rồi. Trác Kinh lại thầm nghĩ không ổn, lòng sinh ý nghĩ muốn rút lui, thân hình bay lên trên không chuẩn bị chạy trốn. Người chạy đi đâu? Dương Phàm lại cười lại một tiếng, hỏa linh độc xà lại vù một tiếng, cuốn chặt lấy Trác Kinh. Trong thời gian chớp mắt, Trác Kinh đã bị hỏa linh độc xà cuốn đến 7-8 vòng, gần như có thể dùng nó để trói gô hình dung. Hay quá, giết chết hắn đi. Lệ Hồng Phi mừng rỡ, đây là một cơ hội tốt nhất từ trước đến nay. Muốn giết ta sao? Không có khả năng đó. Trong hai mắt của Trác Kinh sừng huyết, pháp lực của hắn lại có thể bị đè nén, đè ép quỷ dị, cũng là không biết dùng phải bí thuật gì, phóng ra một cỗ lực lượng áp lực khủng bố, trong nháy mắt dãy ra khỏi huyễn linh hấp huyết xà tiên được một nửa. Một cỗ linh khí triều dịch cuồng bạo có thể nói là khủng bố triệt tiêu công kích của chúng tù sĩ, gần như tất cả tù sĩ đều đã bị đánh bay ra 10 trượng, bị thương nặng nề. Chỉ có Dương Phàm kéo chặt hấp huyết xà tiên, thân thể miễn cưỡng ổn định lại. Hắn không chịu buông tha cho cơ hội tất thắng vất vả mà tạo ra được. Nếu như Trác Kinh chân sinh chính sinh ý chạy trốn, bọn họ muốn ngăn chặn lại gần như là không có khả năng. Linh khí bị tịch cường gại
cường đại khủng bố, chắc kinh làm cho trung tâm trùng kích ra bốn phương tám hướng. Dương Phản gắt gao chịu đựng một đợt công kích, tâm thần lại chìm vào bên trong mảnh đất màu xanh tiên hồng không gian, thương thế ở trên người một lần nữa lại được khôi phục chữa trị. Nếu như đội là cung cấp trúc cơ, dưới tình huống như vậy, chỉ sợ đã chết đến vài lần. Người muốn giết chết ta sao? Không có khả năng. Đôi mắt âm lãnh của Trác Kinh lại nhìn Dương Phàm. Vượt cấp đánh chết bậc cao, tu tiên giới các ngươi ngàn năm nay vẫn còn chưa từng xuất hiện. Hắn đột nhiên đưa tay ra, một cỗ lực hút to lớn chuyển tới, thân thể của Dương Phàm không tự chủ được đã bị hút về phía hắn. Cổ họng của Dương Phàm bị một cỗ lực lượng vô hình bóp lấy, hô hấp rất khó khăn, mắt thấy sẽ tắc thở mà chết. Hiện tại ngươi đã hiểu được lực lượng mà bậc cao kim đan đại biểu là gì chưa? Ta muốn giết chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Sắc mặt của Trác Kinh dữ tợn, gia tăng lực lượng từng chút một muốn bóp nát cổ họng của Dương Phàm. Không tốt, Dương Dược Sư. Hồ Phi gần như là muốn phát điên. Hai trong mắt của Điệp Liên ươn ướt, mặt mày hổ thẹn và trắng bệch. Giờ phút này, bọn họ đều ở ngoài mười mấy trượng, chịu đựng linh khí triều tịch cuồng bạo, muốn ra tay tiêu giúp hiển nhiên không có khả năng. Mà Dương Phàm, mệnh ở sớm tối. Nhưng làm cho người ta chân chính bất ngờ đó chính là, cho dù ở trong hoàn cảnh đó, trên mặt của Dương Phàm vẫn duy trì sự chấn định như cũ, trong mắt thậm chí còn lộ ra một vài tia trào phúng. Dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có hai loại phương pháp chuyển bại thành thắng. Một là phải trả một cái giá rất lớn. Vậy cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn loại phương pháp sau cùng. Sau lưng của Trác Kinh đột nhiên xuất hiện một ngân giáp thị vệ cao lớn, một cỗ khí tức áp bách uy hiếp chí mạng truyền tới. Đó là... Đám tu sĩ khiếp sợ gần như đã bật thốt lên vì sợ hãi. Cái thứ đáng sợ sau lưng của Trác Kinh, bọn họ cảm thụ rất rõ. Cái gì? Thần thức của Trác Kinh đảo qua, khi hắn thấy rõ ràng vật sau lưng, toàn bộ trái tim đều phát lạnh. Không tốt rồi. Hắn muốn tránh ra, nhưng đã không còn kịp. Cự kiếm màu bạc mang theo tiếng xé gió, chém ngang trên người của hắn. Thân thể của Trác Kinh cứng đờ, vẻ khủng hoảng và tuyệt vọng, khó tin lại nhìn chằm chằm vào Dương Phàm. Như thế nào? Như thế nào có thể như thế? Đây là một ý niệm cuối cùng trong ý thức hỗn loạn của hắn. Hắn khó có thể tưởng tượng được, Dương Phàm vẫn còn một ngân giáp khôi lỗi có thể so sánh với bậc cao. Một khôi lỗi bậc cao. Sâm đã biết như vậy, hắn làm sao mà ở trong cái thế, thành cái đích cho mọi người, đánh bừa cùng với Dương Phàm được. Hết chương. Chương 268, Huyết Nhật Điệt, người thắng lớn nhất. Người nói rất đúng, vượt cấp đánh chết bậc cao, khó như trên trời. Nếu như ta không có át chủ bài cùng với bí mật, vậy thì chắc chắn là cũng không có khả năng làm được điều này đâu. Dương Phàm lại bình tĩnh nói. Thân thể của Trác Kinh bị cắt làm đôi, ngã ở trên mặt đất. Mặc dù đã chết, nhưng mà trên mặt của hắn vẫn mang theo vẻ không cam lòng mãnh liệt. Chết không nhắm mắt. Nếu như hắn có thể làm việc cẩn thận hơn một chút, tâm tư tinh tế một chút, khiêm tốn hơn một chút, vậy thì kiên quyết sẽ không rơi vào trong loại kết cục như vậy. Từ sau khi Vô Song rời ra khỏi quảng trường Cửu U, Trác Kinh liền lộ ra nanh vuốt dữ tợn, tự cho mình là bước vào bậc cao, liền có thể hoàn thành bừa bãi. Thất bại của hắn là bởi vì mức quá tự tin, đối với bậc cao kim đan coi trời bằng vung, cuồng ngạo tự tại, đã thành một cái đích cho mọi người nhắm vào. Tương đối mà nói, dưới tình huống Dương Phàm là một con rối bậc cao và vài con át chủ bài cùng với sát thủ giản lớn nhất, tổng hợp lại lực lượng không có chênh lệch nhiều so với Trác Kinh vừa bước vào trong bậc cao, lại có thể lấy được sự thành công cuối cùng. Thành công cùng với thất bại của hai người, nguyên nhân chủ yếu là không bởi thực lực và trí tuệ, căn bản là khác nhau bởi hai chữ: điệu thấp. Dương Phàm đủ điệu thấp, từ bên ngoài bí cảnh đến cửu u cấp, cuối cùng là cửu u điện, đều sẽ là hết sức giữ vững điệu thấp. Chỉ có người bình huống, bất đắc dĩ mới lộ ra thực lực cần thiết. Sự thực đã chứng minh bài học xương máu ở trong tu tiên giới, ngàn vạn năm lịch sử đã chứng minh rồi, cuồng ngạo tự tại, coi trời bằng vung, mặc kệ người thần thông cái thế, chung quy đều sẽ lọt vào trong kết cục bi thương. Điệu thấp, đó mới là sách lược tốt để sinh tồn lâu dài ở tu tiên giới. Dương Phàm lặng lặng đứng như đứng im tại chỗ, huyền linh hấp huyết xà tiên ở trong tay vẫn quấn quanh thi thể của Trác Kinh, cắn nuốt tình huyết trong cơ thể của hắn từng chút. Bậc cao kim đan, tình huyết ẩn chứa trong cơ thể quý báu cỡ nào, cho dù là hắn vừa mới chết đi. Dần dần, thi thể của Trác Kinh héo rũ từng chút, mà Dương Phàm lại cảm giác hắc tiên trong tay của mình đã xảy ra một loại biến dị, chuyển đến một cỗ tâm tình hưng phấn bừng bừng. Linh tính đó lại càng ngày càng mạnh. Sớm tại cùng lúc trước,
Huyễn linh hấp huyết xà tiên lại thông qua rất nhiều lần hấp thu đã gia tăng đến gần một trình độ linh khí cực phẩm. Sau khi thể xác của Trác Kinh hoàn toàn héo rũ, Dương Phong lại cảm giác huyễn linh hấp huyết xà tiên trong tay đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên trên của nó xuất hiện vô số hoa văn kỳ dị, sờ lên lại càng cảm thấy mềm mại. Bên trong dường như đã tràn ngập một cỗ sinh mạng và linh tính. Hắc tiên này đã vượt ra khỏi phạm trù của pháp bảo bình thường. Vậy rốt cuộc là nó có lai lịch như thế nào? Thực sự lại không nghĩ tới, tiền bối lưng còng lại tặng một cái dị bảo như vậy cho ta hộ thân. Thần thức của Dương Phạm thăm dò huyễn linh, hấp huyết xà tiên trong tay, đột nhiên lại liên tưởng đến lão già lưng còng ở Giật Hà Thôn. Độc vương sao? Lại là lão già lưng còng? Dương Phạm hoàn toàn không thể nào liên hệ được hai tụi này đến cùng với nhau. Xem ra, chờ sau khi rời ra khỏi cái u bí cảnh, ta nên bớt một chút thời gian đi Giật Hà Thôn một chuyến. Dương Hào lại lẩm bẩm. Hắn đột nhiên nhớ tới lời mà lão già lưng còng trước khi đi đã nói. Trong 3 năm, nếu như ngươi có thể tấn thăng chức ngưng thần kỳ, vậy thì hãy trở lại Giật Hà Thôn. Khi đó lão phu mới có thể dốc hết sở học chân chính trong đời này, ngay cả những thứ quý báu trong tay, đưa hết cho ngươi. Trong 3 năm, tấn thức ngưng thần. Thành tựu hiện giờ của Dương Phàm chỉ sợ đã vượt qua rất nhiều khỏi sự tưởng tượng của lão già lưng còng. Dương Phàm nhẹ nhàng vung tay, thu hồi huyễn linh hấp huyết xả tiền. Trải qua cắn nuốt máu huyết lần này, cấp bậc hắc tiên đã vượt ra khỏi phạm chủ của linh khí, mơ hồ đạt được tới cấp bậc pháp bảo. Pháp bảo là một thứ đẳng cấp cao mà chỉ có tu sĩ bậc cao mới có thể sử dụng. Đúng lúc này, Hồ Phi, Lệ Hồng Phi cùng với Điệp Liên đều lục tục chạy tới, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc và rung động. Dương Dược Sư, thực sự lại không nghĩ tới, người lại che giấu thực sự quá sâu. Ngay cả một tu sĩ bậc cao đều đã bị người chém chết. Lệ Hồng Phi cố nén khiếp sợ trong lòng, vẻ mặt cảm khái. Không thể nào không bội phục hắn. Dương Phạm lại khiêm tốn và ẩn nhẫn. Đây chỉ là may mắn của Dương Mỗ mà thôi. Trác Kinh này cũng là chỉ mới bước vào trong bậc cao, lại trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Có thể giết chết hắn là kết quả của mọi người đồng tâm hiệp lực. Dương Phạm lại cười cười, ngược lại lộ ra ba bộ dạng khiêm tốn. Đồng thời, hắn khom lưng bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm trên đất. Đầu tiên là pháp bảo huyễn cương, bảo phiến của Trác Kinh. Uy lực của nó rất lớn, đã tiêu diệt vài người cường giả trúc cơ kỳ. Tiếp theo nữa là linh giáp cực phẩm mà hắn đã mặc. Đây là một cái giáp mềm mềm màu tím nhạt. Vừa hay, Dương Phạm đã khuyết thiếu bảo pháp phòng ngự. Cuối cùng, Dương Phạm mới chậm rãi nhặt túi trữ vật của Trác Kinh, mặt không đổi sắc mở ra nhìn. Kết quả, ngay cả chính hắn đều hít sâu một hơi. Trong túi trữ vật của Trác Kinh đều có tài liệu, pháp bảo, linh thạch, phù triện, thiên tài địa bảo. Quả thực là vô số kể. Không hổ là một tu sĩ bậc cao. Dương Phạm mừng thầm, ở trong túi trữ vật của Trác Kinh còn có một phẩm vật phẩm đến từ Cửu U Đài, là một cái linh tỏa màu đồng, một viên ngọc giản. Trải trận chiến Cửu U Điện này, Dương Phạm tổng cộng lấy được 3 vật phẩm đến từ Cửu U Đài, linh tỏa, ngọc giản và hắc phiến. Trên Cửu U Đài tổng cộng là có 9 vật phẩm, một mình hắn đã có được 3 thứ. Điểm này chỉ có Vô Song đã rời đi trước một bước mới có thể so sánh. Đương nhiên, thu hoạch của Dương Phạm lại không chỉ giới hạn ở trong Cửu U Đài. Thông qua chìa khóa mở ra không gian hình vuông dưới chân của Cửu U Ma Quân, hắn đã chiếm được 3 loại bảo vật lại càng thêm thần bí. Một quyển sách nhỏ phát ra ma khí cuồn cuộn, một cái bình máu màu tím thẫm, một viên huyết châu quỷ dị. 3 vật này cần chìa khóa mới mở ra được, giá trị chỉ sợ là còn hơn vật phẩm trên Cửu U Đài. Vào lúc Dương Phạm thu thập chiến lợi phẩm, đám tu sĩ Lệ Hồng Phi đều ở bên cạnh lặng lặng nhìn, cũng không có ý niệm ra tay tranh đoạt, nên biết rằng ngân giáp thị vệ kia đứng ở trên phía Dương Phàm, tản ra một cỗ uy áp kinh khủng khiến cho bọn họ không dám tới gần. Đáng tiếc thực đó, mật quyển chân quý như vậy lại đã hoàn toàn bị phá hủy. Ánh mắt của Dương Phàm lại rơi trên mật quyển màu lam rách nát, đã mất hết linh tính và ký hiệu. Giá trị của mật quyển này khó có thể tính toán, tuyệt đối phải là cao hơn những pháp bảo linh khí cực phẩm không biết bao nhiêu lần. Nhưng Dương Phạm cũng là chỉ sinh lòng tiếc hận trong lòng, tổng thể mà nói vẫn là biết đủ hoặc là nói phi thường thỏa mãn. Khi tiến vào trong bí cảnh, hắn điệu thấp làm việc, có chỗ tốt chiếm được vô số kể. Từ Hàn Băng Động chiếm được Vạn Niên Băng Tủy, thu phục được Lưu Ly Hàn Tinh Xà, rồi đến Thất Thải Thành Bảo chiếm được Diệt Nguyên Pháo, bản vẽ thượng cổ kỳ trận, khí giới công thành, thậm chí còn có cấm pháp giới chỉ. Thu hoạch của hắn vượt xa hơn bất cứ một người nào tiến vào bên trong bí cảnh. Từ một trình độ nào đó mà nói, hắn là một người thắng lớn nhất ở trong Cửu U bí cảnh. Chính là bởi vì điệu thấp, không quá nổi bật. Theo sau,
Dương Phàm bắt đầu thanh lý chiến lợi phẩm của mình. Thứ đặc biệt quý báu là ở trong thời gian ngắn chưa dùng đều để vào trong Thiên Hồng giới, còn một số bộ phận thì bỏ vào trong túi trữ vật. Giờ phút này, tài sản của Dương Phàm có thể nói là hùng hậu chưa từng có, cho dù là bậc cao kim đan bình thường so sánh với hắn cũng là quá xa hoa không bằng. Chờ sau khi kiểm kê xong, Dương Phàm mới ngẩng mặt lên, nhìn về phía quảng trường Cửu U. Ồ! Sắc mặt của Dương Phàm thoáng ngừng lại, phát hiện ra chỉ còn lại mỗi một mình Hồ Phi, Lệ Hồng Phi và Điệp Liên. Hẳn là còn có một người nữa mới đúng. Mộng Tuyết. Trên mặt của Dương Phàm lộ ra vẻ ẩm lãnh, nàng này không ngờ đã trước tiên chạy trốn. Lúc mà hắn dùng chìa khóa mở bảo vật, trừ Vô Song, duy nhất con nàng ta đã phát hiện ra. Đối với Vô Song, Dương Phàm ngược lại có một loại tin tưởng không hiểu, mà tính cách của đối phương căn bản là khinh thường để lộ ra. Ngược lại là Mộng Tuyết này, Dương Phàm lại lo lắng rất lớn. Nàng này sau khi rời khỏi bí cảnh, ai có thể đoán được nàng ta có bịa đặt sinh sự hay không, từ đó mang tới họa sát thân cho Dương Phàm. Người đang tìm nữ đệ tử của Linh Hà tiên tử sao? Lệ Hồng Phi hơi lộ ra vẻ khinh thường. Nàng ta thừa dịp ngươi thu thập chiến lợi phẩm, liền lặng lẽ trốn đi mất rồi. Thôi, nàng ta cũng sớm muốn rời ra khỏi đất thị phi này rồi mà. Dương Phàm lại khẽ thở dài một hơi, chỉ đang phải tạm gác lại việc này. Theo sau hắn, ánh mắt của hắn nhìn về phía truyền tống quang môn, màu máu lơ lửng ở trên quảng trường Cửu U. Ba người còn lại cũng là cũng có cử chỉ đồng dạng. Truyền tống quang môn này có thể truyền tống chúng ta ra ngoài đại giới, và cũng có thể là thông đạo truyền tống tới huyết nhật điện. Dương đạo hữu, vậy chúng ta hãy từ biệt nhau tại đây. Ngày sau có rảnh mời đến Vô Ưu Cốc chúng ta làm khách. Lệ Mỗ nhất định là sẽ chiều đãi nhiệt tình. Trước khi đi, Lệ Hồng Phi phát ra lời mời chân thành tha thiết cùng Dương Phàm. Trải qua những phen đồng sinh cộng tử, hai người đều sinh lòng hảo cảm. Ý tốt của Lệ đạo hữu, Dương Mỗ là tâm lĩnh. Nếu như có thời gian rảnh rỗi, sẽ đi Vô Ưu Cốc làm khách. Dương Phàm lại cười cười. Vô Ưu Cốc là một trong ba đại tông môn cao nhất của Ngư Dương Quốc, thực lực hùng hậu chưa từng có. Môn phái này là vừa tránh vừa tà. Vô Ưu Cốc chủ danh tiếng hào sảng tiêu sái, giao kết đạo hữu rộng rãi trong thiên hạ. Lệ Hồng Phi hóa thành một bóng xanh, xuyên qua truyền tống quang môn màu máu ở giữa không trung. Đúng lúc này, đại điện Cửu U trống trải chỉ còn lại ba người: Dương Phàm, Hồ Phi và Điệp Liên. Ở trên bầu trời, Hắc Tinh Ma Linh giống như là một vật chết ở trong không trung, vẫn không nhúc nhích. Sự tồn tại của nó là vì duy trì pháp tắc nơi này. Điệp Liên. Ánh mắt của Dương Phàm dừng trên mặt của cô gái mềm mại và xinh đẹp. Dương đại ca có chuyện mời nói. Điệp Liên có thể nói tuyệt đối sẽ không giấu giếm nửa từ. Trên mặt trắng nón của Điệp Liên lần đầu tiên lộ ra một vài trang trọng. Ta muốn cô truyền lời cho ông ấy. Giọng điệu của Dương Phàm chậm lại. Lần này ở bí cảnh, ta đã đắc tội với một số người. Sau khi ra ngoài, có thể đưa tới không ít phiền toái. Vậy xin lão nhân gia hãy chú ý bảo vệ an toàn của đệ đệ và mẫu thân. Dưới tình huống bình thường, cho dù ân oán tu tiên giới sẽ không liên lụy đến người thân thuộc thế tục, huống chỉ là có là một hạng siêu nhân giống như ba đại tông môn. Nhưng mà Dương Phàm vì cẩn thận vẫn là cố ý cường điệu một phen. Ta hiểu rồi. Điệp Liên dị thường nhu thuận nói trong lòng, đối với Dương Phàm cũng tràn ngập sự tò mò. Vậy được rồi, bây giờ chúng ta đều tiến vào trong truyền tống. Xem tình huống, các người là không có khả năng có thể truyền tống đến huyết nhật điện được đâu. Dương Phàm thấp giọng. Phải, Dương đại ca. Điệp Liên có một chút nghi hoặc, Dương Phàm vì sao mà biết mình không có khả năng bị truyền tống đến huyết nhật điện. Nhưng mà nàng cũng không hỏi một điều, điều khiển linh khí phá không mà đi. Xuyên qua truyền tống quang môn màu máu, thân hình chợt lóe rồi biến mất. Hồ Phi, sau khi ngươi rời khỏi đây, cũng hãy cẩn thận một chút. Gặp chuyện đừng nên kích động. Truyền tống quang môn này có thể sẽ truyền tống người đến bên ngoài khá xa. Dương Phàm lại dặn dò Hồ Phi. Vậy Dương Phàm, người cũng là phải bảo trọng đó. Về sau mà muốn đánh, hãy tới tìm ta. Hai mắt của Hồ Phi lại hơi đỏ, thân hình giống như đạn pháo xuyên qua quang môn màu máu. Đến lúc này, toàn bộ quảng trường Cửu U còn lại có một mình Dương Phàm là từ ngoài tới. Hắn ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào Hắc Tinh Ma Linh Thần đã phát ra khí tức đáng sợ trong hư không. Hắn thản nhiên nói. Hiện tại, người đã có thể nói rõ ràng ra rồi. Con người của Hắc Tinh Ma Linh Thần co rụt, ầm một tiếng, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt của Dương Phàm. Sau đó, nó chậm rãi há mồm. Hết chương. Chương 269, Huyết Nhật Điện. Hắc Tinh Ma Linh
giọng điệu máy móc vô tình nói. Tuyệt đối công chính. Dương Phạm dường như có một chút nghi ngờ. Đã như vậy, tại sao ngươi lại cố ý truyền lời cho ta? Dựa theo quy tắc cựu U bí cảnh, ngươi mở cựu U điện cũng chiếm được một viên luân huyết châu. Cũng dựa theo quy tắc tiến vào trong huyết nhật điện, ngươi chính là người có duyên. Giọng nói của Hắc Tinh mà Linh Thần không hề có một chút nào cảm tình. Sao? Luân huyết châu? Dương Phạm đột nhiên nghĩ tới viên chân châu quỷ dị mình đã dùng chìa khóa mở ra mà đoạt được. Phải, dựa theo tình tự bình thường, ngươi chiếm được luân huyết châu. Sau khi tiến vào quang môn màu máu, sẽ bị truyền tống đến huyết nhật điện. Trong mắt của Hắc Tinh Ma Linh Thần đột nhiên hiện lên một tia mê man. Vậy một khi đã như thế, ngươi để ta đi vào trong đó không phải là xong hay sao? Tại sao lại muốn một mình mà trò chuyện với ta? Dương Phạm quan sát thần sắc của Ma Linh Thần lại cảm giác ở đâu đó có một chút sai lầm. Nhưng sai lầm là về điểm nào? Đây cũng là chỗ mà ta mê hoặc. Luân huyết châu là một loại hết sức đặc biệt. Cho dù để vào trong đạo cụ không gian hoặc để vào trong thế giới lĩnh vực khác cũng không thể nào che chắn được khí tức của nó. Khi tu sĩ mang nó theo qua, xuyên qua quang môn màu máu mới có thể bị lựa chọn tự động truyền tống lên huyết nhật điện. Hắc Tinh Ma Linh Thần đột nhiên nhìn chằm chằm vào Dương Phàm. Nhưng là ta không thể nào từ trên người của ngươi cảm thụ được khí tức của nó. Như vậy, khi ngươi xuyên qua quang môn màu máu, sẽ không được truyền đến huyết nhật điện. Vậy cũng tương đương với phá hủy quy tắc. Ta có nghĩa vụ phải chỉnh sửa lại sai lầm. Dương Phàm nghe xong, lại không khỏi giận dữ. Đây rõ ràng là lỗ hổng trong quy tắc của cựu U bí cảnh. Lỗ hổng? Không có khả năng. Quy tắc cựu U bí cảnh này cơ hồ là hoàn mỹ. Vấn đề khẳng định là ở trên người của ngươi. Con người của Hắc Tinh mà Linh Thần lại co rút lại, lại nhìn chằm chằm vào Dương Phàm, dường như muốn nhìn thấu tâm can hắn. Ngươi dùng phương pháp gì hoàn toàn che chắn khí tức của Luân Huyết Châu? Hắc Tinh mà Linh Thần giống như hổ rình mồi nói, Dương Phàm lập tức cảm thụ được một cỗ áp lực không thở được. Luân Huyết Châu có phải là thứ này không? Dương Phàm vội vàng lấy viên huyết châu kỳ dị từ trong tiên hồng không gian. Ồ. Hắc Tinh mà Linh Thần cảm thấy khó tin. Lập tức gật đầu. Như vậy là tốt. Theo sau, hắn không hề phát ra một lời. Dương Phạm lại lộ ra vẻ kinh ngạc, lại thầm nhủ trong lòng. Khẳng định, tiên hồng không gian đã che chắn hết cả khí tức rồi. Nghĩ ra nguyên nhân, Dương Phạm không khỏi cười khổ trong lòng không thôi. Tiên hồng không gian này quả thực đúng là đủ nghịch thiên, vậy nhưng mà khiến cho quy tắc cơ hồ hoàn mỹ trong cựu U bí cảnh đã xuất hiện một lỗ hổng. Dương Phạm hít sâu một hơi, tay cầm luân huyết châu, thân hình bay về phía quang môn màu máu. Vừa mới tiến vào bên trong quang môn màu máu này, Dương Phạm liền cảm giác được luân huyết châu trong tay của mình sinh ra một dao động rất quỷ dị. Rồi đột nhiên, thân hình hắn biến mất, xuất hiện tại một không gian màu máu quỷ dị. Trong không gian này, quanh quẩn một vầng sáng màu máu nhu hòa. Điều này làm cho Dương Phạm lại nghĩ tới ánh sáng màu máu mà mắt phải của tượng đá ma thần huyết bào kia đã phát ra, liệu có thể nháy mắt khôi phục thương thế ở trạng thái đỉnh. Tượng đá nam tử huyết bào kia đặt ở cùng một nơi với cựu U Ma Quân. Hai người này rốt cuộc là có quan hệ gì? Giờ phút này, Dương Phạm trôi nổi giữa không trung không gian màu máu, vô tình có một cỗ lực lượng rất dẫn dắt hắn đi về phía trước không ngừng. Ở trong này, hắn không thể động đậy, không thể phi hành, cũng không thể nào sử dụng bất cứ một pháp thuật gì. Đây là đối với Dương Phạm mà nói là một loại cảm giác phi thường khó chịu. Thân thể của hắn di động, từng chút một, tốc độ càng lúc càng nhanh. Kỳ quái là chính giữa, cho dù là ở trong trạng thái tốc độ cao như vậy, hắn là cũng không cảm thụ được bất cứ một tiếng xé gió nào. Cũng không biết là phi hành được bao lâu, cảnh vật phía trước đột nhiên lại phát sinh biến hóa. 9 điểm sáng màu máu. Sáng ngời xuất hiện trong tầm nhìn của Dương Phàm. 9 điểm sáng này được sắp xếp theo hình 8 phương, ở giữa, dùng phương thức huyền ảo, khó lường chậm rãi di động. Đây lại có điểm giống với kiểu luân huyết nguyệt ở trên không trung của kiểu ưu điện. Dương Phạm cẩn thận quan sát, theo khoảng cách gần lại, hắn lại càng chắc chắn loại kết quả đó. 9 điểm sáng màu máu trong tầm nhìn càng lúc càng lớn, dần dần lộ ra một vòng tròn màu máu như mặt trời. Có lẽ những vòng tròn màu máu này cũng là huyết nguyệt không đủ để hình dung, nhưng mà huyết nhật có lẽ lại càng giống hơn. Giờ phút này, cửu luân huyết nhật đã lớn dần ở trong tầm mắt của Dương Phạm. Dần dần, hắn đã cảm nhận được một lực lượng khổng lồ ở trong thiên địa. Lực lượng này đến từ cửu luân huyết nhật ở trong không gian màu máu, nghiễm nhiên siêu việt cực hạn của sức người. Cho dù là một người đại thần thông trong truyền thuyết, ở trước lực lượng như vậy đều có thể rất nhỏ bé.
Dương Phàm phát hiện ra dưới lực lượng vô hình kia dẫn dắt, hắn đang hướng về phía huyết nhật cao đến với tốc độ rất lớn. Trong quá trình di động, tự nhiên là có một cỗ lực lượng gắt gao thủ hộ cho hắn. Trong hư không, huyết nhật kia càng lúc càng lớn, dần dần Dương Phàm đã có thể nhìn thấy gió huyết lãng bay cuồng cuồng ở bên ngoài huyết nhật. Đây không ngờ là một mặt trời toàn bộ do lực lượng màu máu tạo thành. Dương Phàm không khỏi hoảng sợ, nếu như không phải là bởi vì cỗ lực lượng kia thủ hộ, hắn chỉ sợ là sẽ bị huyết tinh khí kinh thiên động địa này mê loạn tâm thần, chìm vào trong sự giết chóc vô hạn. Đột nhiên, Dương Phàm đã phát hiện ra tốc độ của mình đã tăng thêm mười mấy lần, trong chớp mắt đã chui vào bên trong huyết nhật. Dưới tình huống như vậy, ý thức của hắn thiếu một chút nữa hỗn loạn, dường như tiến vào trong một không gian kỳ dị. Sau khi mọi thứ ổn định lại, hắn đã xuất hiện ở một đại điện cổ xưa. Đại điện này chỉ sợ cao đến vạn trượng, về phần diện tích cụ thể, Dương Phàm căn bản là không thể nào đánh giá, liếc mắt lại nhìn không thấy điểm cuối. Đây là đâu? Dương Phàm đã bị tòa đại điện to lớn huy hoàng này làm cho ngây người. Mọi cảnh vật trước mắt đều ở trong tầm, đều đã hư vô và mờ mịt như vậy, dường như là một giấc mộng. Thực nghiệm đã tới thời điểm cuối cùng. Một nam tử ôn hòa lại thì thào lẩm bẩm. Dương Phàm quay đầu lại nhìn, phát hiện ra thanh âm này đến từ một vị trí nào đó sâu trong đại điện. Hắn không kìm nổi bị hấp dẫn bay về phía bên đó. Rất nhanh, hắn đã thấy được một cảnh tượng cực kỳ rung động. Ở sâu trong đại điện này có một huyết trì cực lớn, phạm vi chừng ngàn trượng. Bên trong huyết lưu chảy cuồn cuộn. Phía bên trên huyết trì này có 8 cây cột màu đen, mấy người ôm không hết. Số cột này không ngờ cao chọc trời, chừng mấy vạn trượng. Xem một chút chất liệu và độ dài, mỗi một cây cột này chỉ ít là cũng phải nặng đến hàng tỷ cân. Giờ phút này, 8 cây cột màu đen chống trời này đều là trói một con cự thú man hoàng. Dương Phạm chỉ nhìn một cái liền không khỏi hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Trên cây cột chống trời gần hắn nhất, dùng dây thừng màu vàng rất dài, trói một con đại bàng dài đến ngàn dặm. Hai trong mắt của đại bàng này là màu vàng, phát ra uy nghiêm vô thượng cùng với khí chất hoang dã. Đại bàng, thần thú đỉnh cấp ở trong truyền thuyết, tốc độ ngạo thị thiên hạ, có thể nói là đệ nhất. Bình thường đại bàng này thường trưởng thành chỉ khoảng mấy chục trượng, mà đại bàng này mắt màu vàng trước mắt, hai cánh đã xảy ra ít nhất là phải 3.000 dặm. Giờ phút này, trong mắt của đại bàng này đã phát ra vài tia thống khổ và tuyệt vọng, không ngừng kêu lên thảm thiết. Máu ở trên người của nó nhỏ nhỏ, nhạt xuống, rơi trên ánh vàng, theo cuộc chống trời màu đen chảy dài, như là một chút chảy vào trong huyết trì. Máu này, chẳng sợ tùy tiện rơi xuống một giọt là có thể trực tiếp áp bách chết một người tu tiên bậc cao. Trên mỗi một cây trụ lớn trên đại bàng, đồng dạng trói một con quái vật lớn. Dương Phàm ngưng mắt nhìn, tâm thần lại chấn động từng hồi. Đó không ngờ lại là một con thần long, phát ra hào quang 7 màu. Hình thể của nó chừng ngàn dặm, to hơn đại bàng mắt vàng bên cạnh hắn vài lần. Đây là thần long, vậy thần long cấp bậc nào? Thần long 7 màu không ngờ là có 5 cái móng vuốt màu vàng, hiển nhiên là một vương giả trong thần long. Đột nhiên, một tràng rồng ngâm vang vọng đại điện. Tâm thần của Dương Phàm chấn động, thiếu một chút nữa đã bị uy thế này chấn động đến hôn mê. Tiếng rồng ngâm vừa dừng, trên cây cột trụ bên cạnh truyền đến một tiếng phượng hót bén nhọn, thanh âm thảm thiết vô cùng. Lại là phượng hoàng. Dương Phàm lại nhìn chăm chú lên con phượng hoàng thống khổ, toàn thân giống như là một ngọn lửa. Chỉ nhìn từ xa, hắn đều cảm thấy một cỗ nóng rực đánh thẳng vào trong linh hồn. Đại bằng, thần long và phượng hoàng. Dương Phàm lại cảm giác tim của mình đập rất nhanh, cả trái tim đều giống nhảy lên như đến trên cổ. Trên mấy cây cột trụ lại còn lại những thứ gì? Ở bên cạnh phượng hoàng lại còn có một con thạch hầu cao đến trăm trượng. Thạch hầu này thoạt nhìn tràn ngập lực lượng vô cùng vô tận, cùng với ý chí chiến đấu không ngờ có 3 mắt. Thạch hầu 3 mắt, đây là thần thú cấp bậc nào? Trong lúc nhất thời, Dương Phàm lại nghĩ không ra, tư duy thực sự hỗn loạn. Tuy nhiên, nếu như có thể bị trói cùng một chỗ với đại bằng thần long, vậy thì hiển nhiên là cùng một cấp bậc. Bên cạnh thạch hầu 3 mắt trói một con huyền quy rất lớn. Trên mai rùa có đầy những hoa văn cổ xưa, chỉ liếc mắt một cái, dường như có thể cảm nhận được năm tháng vô cùng xa xôi. Trên mấy cây cột trụ lớn còn lại đều trói một vài quái vật khổng lồ, ít nhất cũng là đều thần thú trong truyền thuyết. Còn một số Dương Phàm đều là không nhận ra. Thực sự là một sáng tác bất hủ. Đột nhiên, một giọng nói vang đến một vẻ nghiền ngẫm truyền tới, hoàn toàn là khác hẳn với giọng nói nam tử ôn hòa khi trước. Đại bằng, thần điệu tốc độ được công nhận đứng đầu thất giới. Tám nhãn thông thiên hơn thần hầu, lực lượng mạnh nhất.
thất thải tường thủy long đứng đầu thần thông pháp thuật, bất tử phượng hoàng trọng sinh bất tử huyền ảo nhất, trường thọ huyền quy phòng ngự mạnh nhất, thọ mệnh dài nhất. Dương Phong lại không khỏi tò mò, giờ phút này hắn đã dự đoán được cảnh tượng mà mình nhìn thấy chỉ sợ đều là huyễn cảnh, bằng không chỉ bằng những tiếng giống mà đám thần thú mạnh mẽ này phát ra đã đủ để có thể làm cho hắn kinh sợ mà chết. Ý niệm khẽ động, hắn bỗng dưng lại thấy phía trước hơn ngàn dặm, nhìn thấy hai nam tử đang ngồi trên ngai vàng đại điện. Một nam tử trong đó mặc huyết bào, hai mắt phát ra khí chất hoàn toàn khác nhau, trong đó có một mắt tràn ngập cơ trí, còn mắt còn lại lộ ra huyết tinh giết chóc. Nam tử bên cạnh hắn trên trán có một dấu ấn hình trăng cong cong màu tím đen, khóe miệng hiện ra vài tia cười tà dị, trên người tàn mát ra một cỗ ma khí khổng lồ và cuồn cuộn. Hai người kia không phải là hai pho tượng thần ở trong Cửu U Điện sao? Dương Phạm kinh hãi. Một người trong đó Dương Phạm đại khái có thể xác định chính là Cửu U Ma Quân, còn về phần người kia Dương Phạm lại không thể nào xác định. Luân huyết đại đế, người nói lần này thực nghiệm liệu có thành công không? Tập hợp 8 đại thần thú mạnh nhất trong thiên địa, dùng hợp với tinh hồn huyết của bọn họ, có thể sáng tạo ra một loại hoàn mỹ cỡ nào? Cửu U Ma Quân lại ngửa mặt lên trời cười dài. Đây là thực nghiệm vĩ đại nhất đời này của bản đế, chỉ riêng chuẩn bị tài liệu đã hao tốn của ta đến mấy chục vạn năm nay rồi. Trong mắt của nam tử huyết bào kia bắn ra từng tia lửa hưng phấn. Nếu có thể thành công luyện chế ra nghịch thần thuế thiên thuyết, vậy thì chúng ta có thể trở thành sinh vật hoàn mỹ nhất trong vũ trụ, lại có được tốc độ nhanh nhất, lực lượng mạnh nhất, phòng ngự mạnh nhất. Dương Phạm nghe hai người nói chuyện với nhau, thân hình từng chút na di về phía trước. Hai kẻ này rốt cuộc là đang mưu tính điều gì? Vì luyện chế cái gì mà nghịch thần thuế thiên huyết, lại không ngờ bắt quá nhiều thần thú trong điện như vậy lại một chỗ. Dương Phạm quả thực là không thể tưởng tượng được giá tâm và mục đích của bọn họ. Hắn đứng ở phía bên trên huyết trì, nghe tiếng rên rỉ thống khổ của những loại thần thú trên đám cây cột trụ lớn dưới chân. Trong lòng lại thậm chí không có một chút nào đành lòng. Đại Bằng, Thần Long, Phượng Hoàng, Trường Thọ và Huyền Quy, đây đều là những thần thú trong truyền thuyết, nhân gian gần như đã bị tuyệt chủng. Mấy vạn năm là cũng không từng xuất hiện. Dương Phạm đã tiếp tục nghe Cửu U Ma Quân cùng với Luân Huyết Đại Đế nói chuyện với nhau. Thực nghiệm của ta trải qua ngàn vạn lần suy diễn, xác định không có bất cứ một sự sai lầm nào, nhưng mà không biết tại sao lại có một chút cảm giác không chân thật. Luân Huyết Đại Đế lại thì thào nói, với trí tuệ của ngươi, chẳng lẽ còn có điểm chưa hiểu ra? Cửu U Ma Quân lại cảm thấy bất ngờ. Không được, ta phải lại chuẩn bị ở sau nữa. Luân Huyết Đại Đế dường như đã làm ra quyết định gì. Vậy thực nghiệm có phải là rời lại hay không? Không còn kịp nữa rồi, thực hiện đã tới thời khắc mấu chốt cuối cùng. Hắn lại nói tiếp, Cửu U Ma Quân, ta nói cho người toàn bộ chuẩn bị ở sau và toàn bộ bố trí cho người, cho dù có sai lầm gì cũng là có cơ hội vãn hồi. Dứt lời, hắn cùng với Cửu U Ma Quân liếc nhìn nhau. Dùng ý niệm truyền đạt được lực lượng tin tức vô cùng lớn, đây là một cảnh giới không thể nào tưởng tượng. Được, ta đã hiểu rồi. Cựu Ma Quân lại gật đầu. Hy vọng sẽ không gặp phải kết quả đáng sợ nhất. Nhưng vào lúc này, huyết trì dưới chân của Dương Phàm bốc lên một bọt khí cuồn cuộn, từng cơn sóng khí cuồn cuộn bên trong. Chính vào lúc này, trong huyết trì không ngờ nổi lên một ngọn huyết diễm, trong suốt, làm máu ở trong phạm vi nghìn trượng sâu không lường được, đều đã bốc hơi hết. Trong phút chốc, huyết trì khô cạn, ở trong hư không lơ lửng ra một ngọn huyết diễm bằng ngón tay cái. Huyết diễm này nhạt nhạt dần đi. Ở bên trong có một cục máu nhỏ trong suốt, giống như là một viên trân châu phát ra hào quang bảy màu. Cục máu trong suốt này bay lơ lửng ở trong không trung, rung động kịch liệt một hồi. Ở trong máu, giống như là một trân châu, lại đột nhiên sinh ra một loại lực lượng như cấm kỵ, lập tức gây nên một sự hỗn loạn của tiên khí ở trong thiên địa. Trong hư không, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sấm động, vũ trụ nguyên thủy từ thiên hạ thiên kiếp. Kết quả xấu nhất, cuối cùng là vẫn xảy ra rồi. Luân Huyết Đại Đế chua xót cười, nhưng lại chấn định tự nhiên đứng tại chỗ. Thiên kiếp này không ngờ đều tập trung cả hai chúng ta. Sao mà của Cựu U Ma Quân lại ngưng trọng? Vậy nếu như viên nghịch thần thuế thiên huyết này chỉ có thể để lại cho người có duyên mà thôi. Luân Huyết Đại Đế lại không biết là cố ý hay vô tình, trong mắt là một mảnh lãnh đạm. Luân Huyết Đại Đế liếc mắt nhìn về phía Dương Phàm một cái. Một mảnh lôi quang màu đen giống như hắc long diệt thế cuồng bạo bao trùm cả đại điện huyết nhật này. Dương Phạm lại cảm giác trước mắt tối sầm, mơ hồ nghe thấy được một thanh âm. Trong vòng thiên địa thất giới này,
phàm là bất cứ sinh linh nào có được luân huyết châu đều sẽ có được hy vọng được nghịch thế. Nghịch thần, thuế thiền huyết ta luyện chế. Người có được nó sẽ có thể trở thành sinh linh hoàn mỹ nhất thế gian, có được vô hạn khả năng sáng lập ra nhất giới trí tôn. Hết chương. Hết tập 53. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh và ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tiên Hồng Lộ.